Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi các phương tiện truyền thông liên tục phản ánh tình trạng heo lậu nhập qua biên giới từ Lào và Campuchia về Việt Nam, Lực lượng chức năng tại các địa phương đã siết chặt hơn nguồn heo này. Chính vì vậy mà giá hơi trong nước sẽ được dự báo tăng trong thời gian tới. Trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, nguồn cung ra thị trường không còn nhiều khi mà các doanh nghiệp chăn nuôi lớn sẽ siết chặt lượng heo xuất chuồng trong 3 ngày tới. Mức giá heo hơi ở trong dân từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg rất phổ biến và hầu như không có mức giá dưới 50.000 đồng trên 1 kg nữa. Đà tăng ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc vẫn diễn ra, đặc biệt là những vùng có mức giá thấp từ 52, 53.000 đồng trên 1 kg lên mức trên 55.000 đồng. Ghi nhận trong ngày hôm nay, một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như khu vực Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định hay trên địa bàn thành phố Hà Nội phổ biến mức giá dao động từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg mức giá 58.000 đồng xuất hiện ngày càng nhiều hơn so với ngày hôm qua. Đấy là mức giá phổ biến thôi các bạn nhé. Còn có những địa phương vẫn đạt mức giá trên 58.000 đồng nhưng chủ yếu bán nhỏ lẻ cho lái mùa địa phương. Đối với những đàn heo đẹp, khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ cũng rải rác xuất hiện mức giá từ 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các địa phương ở khu vực vùng cao, đặc biệt Lai Châu và Điện Biên đã vượt mốc 60.000 đồng trên 1 kg từ ngày hôm qua và trong ngày hôm nay vẫn giữ giá như vậy. Khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang có mức bình quân từ 55 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg và thường các tỉnh ở khu vực miền núi có mức giá cao hơn so với các địa phương ở khu Trung Du và Đồng Bằng, đặc biệt là heo ở trong dân. Sức tiêu thụ có xu hướng tăng, đặc biệt là tại các chợ đầu mối lớn. Chính vì vậy mà giá heo hơi vẫn có những chuyển biến rất tích cực. Trong khi đó, giá heo hơi ở các tỉnh thuộc khu miền Trung và Tây Nguyên hầu như không tăng mạnh bằng các tỉnh ở thị trường miền Bắc. Bởi đây cũng là điều dễ hiểu vì nguồn heo lậu từ Việt Nam vào chủ yếu qua các cửa khẩu ở khu miền Trung, đặc biệt là khu vực cửa khẩu Lao Bảo của tỉnh Quảng Trị. Mức phổ biến trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc khu vực miền Trung là từ 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào từng địa phương. Các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mức giá nhỉnh hơn so với các địa phương khác nhiều nơi báo giá 55 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, thị trường miền Nam Trung Bộ, đặc biệt khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng đã xuất hiện mức giá này. Cục Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có mức giá dao động từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng trải rác xuất hiện mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên cũng có những khu vực chỉ dao động mức giá 52 cho đến 53.000 đồng chi tiết các địa phương ở khu vực Tây Nguyên sẽ được cập nhật vào nửa cuối video. Thị trường miền Nam cũng đã bắt đầu xuất hiện mức giá 56.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Khi nhận trong ngày hôm nay khu vực Đồng Nai và Tiền Vũng Tàu hay đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mức giá dao động từ 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Tây cũng xuất hiện nhiều mức giá 53 cho đến 55.000 đồng khu Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang hay đối với khu vực Vĩnh Long đang dao động trong khung giá như vậy. Cần Thơ, Đồng Tháp và An Giang phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Và chi tiết hơn theo ghi nhận, giá heo được cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay ở các địa phương như sau. Hải Dương duy trì mức giá cao từ 57 cho đến 60.000 đồng. Khu cầm giang của Hải Dương trong ngày hôm nay nhiều nơi báo giá 58,5 nghìn đồng trên 1 kg. Hải Phòng có mức giá từ 56 cho đến 59 000 đồng. Trên địa bàn Hưng Yên, quanh thành phố Hưng Yên có mức giá 57 cho đến 59 000 đồng. Ở khu vực Phù Cừ có mức giá 58 000 đồng trên 1 kg. Khu vực Tiên Lữ có mức giá 57 cho đến 59 000 đồng. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá cao từ 57 cho đến 58 000 đồng. Ở khu vực Sông Lô có mức giá 57 000 đồng trên 1 kg. Lập Thạch có mức giá 58 000 đồng. Bắc Ninh trong ngày hôm nay phổ biến mức giá từ 57 cho đến 58.000 đồng. Khi nhận khu vực Yên Phong, một số hộ chăn nuôi báo giá dòng đẹp lên đến 58.000 đồng trên 1 kg. Nam Định bình quân 57.000 đồng. Cuộc Hải Hậu đang có mức giá này. Ý Yên, Xuân Trường cũng giao động trong khung giá 57.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam, nhiều nơi báo giá khu Duy Tiên có mức giá từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào chất lượng của heo. Ninh Bình ghi nhận khu vực Kim Sơn 57.000 đồng, khu vực yên mô của tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi đá bán được với mức giá 58.000 đồng trên 1 kg. Đây là bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương các bạn nhé. Thái Bình phổ biến mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Hưng Hà là địa phương có mức giá đỉnh nhất lên đến 59.000 đồng trong ngày hôm nay. Trong khi đó, một số địa phương ở khu trung du như Phú Thọ bình quân đạt 57 cho đến 58.000 đồng. Khu vực Phú Ninh trong ngày hôm nay có mức giá 57.000 đồng trên 1 kg. Đoàn Hùng có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng, Thanh Sơn 58.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên, khu vực Đại Từ và Phổ Yên có mức giá bình quân từ 56 cho đến 58.000 đồng. Bắc Cạn 57.000 đồng trên 1 kg. Khu Ba Bể, một số hộ chăn nuôi báo giá bình quân 57.000 đồng trong ngày hôm nay đối với những đàn heo đẹp. Tuyền Quang phổ biến mùng khung giá từ 56 cho đến 58.000 đồng. Quảng Ninh 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Đỉnh nhất ở tỉnh Quảng Ninh, một số hộ chăn nuôi báo giá cục đông chiều có mức giá 59.000 đồng. Lạng Sơn ở mức 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Cục Lào Cai và Yên Bái phổ biến mức giá từ 56 cho đến 58.000 đồng. Cục Yên Bái một số hộ chăn nuôi báo giá cục Lục Yên có mức giá bình quân 57.000 đồng trong ngày hôm nay. Hà Giang từ 56 cho đến 59.000 đồng. Cao Bằng trong ngày hôm nay ở khu vực Trùng Khánh có mức giá 57.000 đồng. Ở huyện Hòa An có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Đây là đối với những đàn heo đẹp các bạn nhé. Trong khi đó Bắc Giang phổ biến mức giá từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên và Lai Châu có mức giá từ 58 cho đến 62.000 đồng. Sơn La ở mức 57 cho đến 58.000 đồng. Hòa Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá từ 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg ghi nhận khu vực Tân Lạc có mức giá rất cao 58.000 đồng trong ngày hôm nay. Các tỉnh ở khu vực miền Trung như Thanh Hóa có mức giá từ 54 cho đến 57.000 đồng. Khu vực Vĩnh Lộc trong ngày hôm nay có mức giá 56.000 đồng. Yên Định cũng phổ biến mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An bình quân 56.000 đồng. Đặc biệt khu Nghĩa Đàn và Tân Kỳ các hộ chăn nuôi đang báo giá trong khung như vậy. Hà Tĩnh 57.000 đồng trên 1 kg là cao nhất. Quảng Bình có mức giá từ 53 cho đến 56.000 đồng, Quảng Trị 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Huế trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá bình quân từ 54 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ như Quảng Nam và Quảng Ngãi bình quân từ 56 cho đến 57.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. Dòng hai bì, nhiều nơi chỉ báo giá 54.000 đồng trên 1 kg ở tỉnh Quảng Ngãi. Bình Định có mức giá dao động từ 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Dòng heo siêu ở khuộc Hoài Nhơn có mức giá 54.000 đồng. Phú Yên trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Khánh Hòa 54.000 đồng trên 1 kg. Bình Thuận trong ngày hôm nay ở khu vực Đức Linh có mức giá 54.000 đồng. Khu vực Ninh Thuận trong ngày hôm nay có mức giá từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tây nguyên những ngày qua cũng có xuống phục hồi rõ rệt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, một số hộ chăn nuôi báo giá cục Bảo Lộc có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông có mức giá từ 54 cho đến 56.000 đồng. Đắk Lắk trong ngày hôm nay cao nhất cũng đạt mức giá 56.000 đồng trên 1 kg trên địa bàn khu vực Buôn Ma Thuật. Còn Tùm phổ biến mức giá từ 53 cho đến 55.000 đồng. Ở khu vực Gia Lai, đặc biệt khu vực An Khê, một số hộ chăn nuôi báo giá bình quân trong ngày hôm nay là 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đối với thị trường miền Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có mức giá 56.000 đồng như khu vực định quán của tỉnh này, Xuân Lộc cũng có mức giá 55.000 đồng trên 1kg, Tân Phú, Bình Quân 55 cho đến 56.000 đồng. Các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phổ biến mức giá từ 54 cho đến 55.000 đồng. Ở khu vực Xuyên Mộc và Châu Đức của Bà Đề Vững Tàu trong ngày hôm nay, những đàn heo đẹp cũng có mức giá 56.000 đồng trên 1kg trên địa bàn tỉnh Bình Phước phổ biến mức giá giao động từ 54 cho đến 55.000 đồng. Báo giá nhiều nơi trên địa bàn Bình Long có mức giá 55.000 đồng trên 1kg đối với những đàn heo đẹp. Bình Dương, khu vực Phú Giáo 54 cho đến 55.000 đồng. Tây Ninh phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1kg. Ghi nhận trong ngày hôm nay đối với các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long như khu Cần Thơ và Bến Tre có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1kg. Hậu Giang 54.000 đồng. Trên địa bàn Đồng Tháp trong ngày hôm nay, báo giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long 54 cho đến 55.000 đồng. Ở khu Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long, hộ chăn nuôi báo giá đối với những đàn heo siêu ba máu loại 1 có mức giá lên đến 55.000 đồng. vực Bến lức của Long An phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. An Giang 54 cho đến 55.000 đồng. Khu Bạc Liêu có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang 54.000 đồng, khu vực Tân Hiệp đang báo giá trong khung này. Tiền Giang, khu vực Cai Lậy phổ biến mức giá dao động từ 53 cho đến 55.000 đồng. Sóc Trăng 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Trà Vinh và Cà Mau cũng phổ biến trong khung giá từ 52 cho đến 54.000 đồng trong ngày hôm nay và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi